kể với chúa chúng ta sẽ học tiếp lời của chúa trong cái loạt bài về cái hành trình yêu thương tức là cái tiến trình thánh hóa để trở nên giống cứu chúa jesus christ càng hơn càng thêm từng rồi thì chúng ta học về sự biết chúa qua kiến thức kinh thánh hôm nay chúng ta sẽ học về sự biết chúa qua kinh nghiệm ở trong cuộc sống quý vị biết rằng sự sống đời đời tức là nhìn biết Đức Chúa Trời và Đấng Christ. Chúng ta có được sự sống và sự sống sung mãn, sự sống kéo dài vĩnh cửu. Đó là khi chúng ta có một mối tương quan tốt đẹp với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta biết Chúa không phải chỉ qua kiến thức kinh thánh mà thôi, nhưng mà chúng ta phải thực nghiệm ở trong cuộc sống của chúng ta. Và Chúa cho chúng ta biết Ngài khi Ngài dẫn dắt chúng ta, khi Ngài dạy dỗ chúng ta, khi Ngài lo liệu cho chúng ta, khi Ngài tha thứ cho chúng ta, khi Ngài nâng chúng ta lên, khi Ngài đem chúng ta được đến gần với Ngài. Đó là những cái kinh nghiệm mà chúng ta có ở trong Chúa Giêsu Christ. Nhưng ta thấy có một số các gương ở trong Kinh Thánh. Chúng ta thấy rằng ông Môi-se đã học biết Chúa qua kinh nghiệm trong sách ê chúa ký đoạn 17 Câu 8 đến câu thứ 13 Chúng ta đọc thấy có một cái sự kiện đã xảy ra Cho dân Israel họ ở trong một cái cuộc chiến Và dô thì đang lãnh đạo dân Israel để mà đánh lại quân thù thì ở trên núi ông mỗi xe cầu nguyện ông giơ tay lên và cầu nguyện và quý vị nhớ câu chuyện đó khi nào mà cái tay của ông sụi xuống thì quân amalek thắng hơn mà khi nào ông giơ tay lên cầu nguyện thì dân israel lại thắng hơn thế thì uh, ông mỏi tay quá rồi ông muốn sụi xuống thì có uh, ura và Hura và aaron đã giúp để mà nâng cái tay của ông lên và qua cái điều đó ông mỗi xe học được rằng cái sự cầu nguyện là thiết yếu is indispensable để mà có một sự chiến thắng như là điều Chúa mong muốn cho dân sự của Ngài. Quý vị muốn có một đời sống đắc thắng, chúng ta học qua cái gương của Môi-se, chúng ta phải có một đời sống cầu nguyện. Rồi dân Do Thái, họ học và phải nương cậy ở nơi Chúa, phải đi theo sự hướng dẫn của Chúa trong dân số ký đoạn 9 câu 15 đến câu 23 cho chúng ta biết về cái sự việc là dân Israel um, đi theo cái sự hướng dẫn của Chúa trong trụ mây và trụ lửa. Khi nào trụ mây dừng lại thì họ dừng lại, khi nào trụ mây đi thì họ đi ban ngày thì có trụ mây che nắng ánh nắng mặt trời và ban đêm thì có trụ lửa để soi sáng bảo vệ họ đi theo cái sự hướng dẫn của chúa có khi cái trụ mây chỉ dừng lại có một ngày mà thôi dừng lại ngủ đêm rồi sáng ngày mai đi tiếp nhưng mà có khi thì đóng cài luôn cả 40 ngày có khi một thời gian lâu hơn nữa vài năm nhưng mà họ đi theo cái sự hướng dẫn của Chúa Và điều đó dạy cho con dân của Chúa biết rằng phải hoàn toàn tùy thuộc vào Đức Chúa Trời Và thuần phục sự lãnh đạo của Ngài Chúa cũng dạy cho người Do Thái biết rằng họ sống chẳng phải bởi bánh mà thôi Nhưng bởi mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời Chúa đã ban cho họ có mana Mỗi ngày thì mana đã rơi xuống Đến ngày thứ sáu thì Chúa bảo là phải lấy gấp đôi Và ngày thứ bảy thì sẽ không có mana nhưng mà dân israel thì không có có một số người không chịu vâng lời chúa ngày thứ hai thì họ lấy luôn cho tiếng thứ ba luôn cho khỏe nhưng mà tới thứ ba mở ra thì hỡi ôi nó đã thành ra giòi hôi thối rồi không còn ăn được nữa mà đến ngày à, thứ sáu Chúa bảo phải lấy gấp đôi cho ngày thứ sáu và ngày thứ bảy nhưng mà họ à, cũng cãi lời chúa họ chỉ lấy thôi cho đủ ngày hôm nay rồi thôi đi câu cá đi làm gì đó không có chịu lấy cho nên tới ngày thứ bảy họ đi ra kiếm chẳng còn có mana nào nữa mà Chúa nói rằng người ta sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, không phải do cái sự cung cấp của Chúa mà thôi, nhưng sống bằng lời của Đức Chúa Trời. Chúa phán thì phải vâng theo lời của Chúa. Họ được huấn luyện để làm theo lời của Chúa vì mạng sống của họ tùy thuộc vào lời phán ra từ miệng của Chúa hơn là cái sự cung ứng đến từ tay của Chúa. Và David hàng ngày kinh nghiệm tình yêu của Chúa, Thi Thiên 37 câu 25, ông bày tỏ rằng Chúa lo liệu cho ông, Chúa cung ứng cho ông hàng ngày trong đời sống của ông ông Führer trong công vụ đoạn 13 câu 34 và 35 học biết được rằng Chúa thương nhận mọi người đến từ mọi quốc gia và không có phân biệt ai cả miễn là người đó biết kính sợ Chúa và làm điều phái tức là đến với Chúa qua đi Chúa Giêsu Christ ông lên trên mái nhà ông cầu nguyện và tới giờ ăn rồi ông đói bụng ông thấy một cái một cái những vải lớn từ trời xuống như cái màn gì đó và trên đó có đủ loại uh, thú vật mà trước giờ ông không có dám đụng đến và chúa bảo ông hãy thức dậy làm thịt và ăn thì ông nói lại chúa không không <laughs> đời nào thì nhỏ lớn tôi chưa có uh, ăn những cái thứ đó uh, chúa bảo là đừng có bảo cái điều gì mà chúa cho là thánh sạch là ô uế rồi sau đó ông xuống và có hai người đã đến tìm ông một người lính và một người đầy tớ của cọt này đã ông đã theo những người đó đến vào nhà trong nhà của cọc này để mà nói về Chúa cho họ. Chúa cho ông qua cái kinh nghiệm đó nhận biết rằng Chúa thương nhận tất cả mọi người tìm kiếm Chúa. Như vậy chúng ta cần phải biết Chúa qua kinh nghiệm. Kim biết Chúa qua kinh nghiệm là như thế nào? Là biết Chúa qua những gì Ngài làm cho chúng ta và làm qua chúng ta. Tôi xin đọc lại, biết Chúa qua kinh nghiệm là biết Chúa qua những gì Ngài làm cho chúng ta và qua chúng ta. Bây giờ xin mời quý vị cùng xem lời Chúa ở trong Philip chương thứ 3 câu 8 đến câu thứ 11. Chúng ta hiểu biết qua kinh thánh và qua kinh nghiệm. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến sự hiểu biết qua kinh nghiệm. Hơn thế tôi cũng xem tất cả mọi sự như là lỗ vì sự nhận biết đấng Christ Jesus Chúa tôi là quý hơn hết. Vì sự nhận biết đấng Christ Jesus Chúa tôi là quý hơn hết. Vì Ngài tôi đành chịu lỗ tất cả và xem những điều đó như rác rưởi để được đấng Christ và được ở trong Ngài, được vậy không phải nhờ sự công chính của tôi dựa trên luật pháp mà nhờ đức tin nơi đấng Christ Jesus là sự công chính đến từ Đức Chúa Trời dựa trên đức tin. Để tôi được biết Ngài, quyền năng phục sinh của Ngài, được chia sẻ sự thương khó của Ngài và trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài. Hy vọng rằng tôi có thể đạt được sự sống lại từ cõi chết. Kính lời Chúa là cha thánh của chúng con, xin Chúa so sáng cho chúng con qua lời của Ngài, để chúng con cùng nhau học hiểu lời của Chúa. Xin Chúa thánh linh ở cùng với chúng con, cai trị trong thời giờ này, để những, những lời nói của môi miệng con và sự suy gẫm lòng chúng con được đẹp ý cha. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Biết Chúa qua kinh nghiệm là biết Chúa qua những gì Ngài làm cho chúng ta và Ngài làm qua chúng ta. Phaolô nói rằng ông muốn biết Chúa. Ông nói rằng ông coi tất cả mọi sự như là sự lỗ để được biết Đấng Christ. Biết Đấng Christ đây không phải là biết theo lý trí, không phải biết theo kinh điển, nhưng mà biết trong cái sự thực nghiệm, kinh nghiệm được Chúa, từng trái Chúa, biết ở trong cái mối tương giao với Chúa đó là cái điều mà Lô muốn biết ông muốn biết Chúa Jesus Christ đánh Christ Jesus chúng ta thường giới hạn cái sự hiểu biết của mình ở trong cái bộ não của mình nhưng mà đối với kinh thánh hiểu biết trong trí là điều cần thiết nhưng mà chưa đủ hiểu biết bao gồm cái sự thực hành cho nên giáp đoạn 28 câu 28 thì nói rằng tránh điều ác đó là một cái hành động tránh điều ác đó là sự hiểu biết biết là ở trong một cái mối liên hệ thân mật sáng thế ký đoạn 4 câu 1, thì nói rằng adam biết eva và bà thụ thai sinh ra con trai biết là như thế biết là có một cái mối liên hệ mật thiết đó là biết bản cái việc chúng ta thì dịch là adam ăn ở với eva để cho nó dễ hiểu nhưng mà có nguyên tắc cái từ đó là cái từ biết adam biết eva và bà thụ thai biết hơn là chỉ trong lý trí biết là ở trong cái kinh nghiệm. Và quý vị chúng ta có những cái kinh nghiệm với Chúa Giêsu Christ. Chúng ta kinh nghiệm Chúa Giêsu là cứu Chúa của chúng ta. Ở trong cái tờ chương trình này chúng ta thấy có cái huy hiệu của CMA. Đây cái huy hiệu này nó có năm phần, nó có thập tự giá, nó có cái bình dầu, nó có cái um, cái chậu rửa và có cái mão miệng và có cái bản đồ của trái đất địa cầu ở phía sau thì bốn điều này năm điều này nó nên cái những cái kinh nghiệm mà chúng ta có với Chúa trước hết là chúng ta kinh nghiệm Chúa là cứu chúa của chúng ta bởi đức tin mà quý vị được có sự bình an với Đức Chúa Trời quý vị được giải hòa với Đức Chúa Trời bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ mà quý vị được trở nên con cái của Ngài và đó là cái kinh nghiệm mà quý vị có hàng ngày, quý vị, hàng ngày quý vị được đến với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ, được tương giao với Ngài, đó là cái kinh nghiệm mà chúng ta có hàng ngày. Và cũng bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ mà chúng ta được giải hòa với nhau, trước kia người Do Thái, người Hy Lạp xa cách, chống đối với nhau, nhưng mà ở trong Đức Christ thì Chúa lấy cả hai được nên là một. Chúa đem chúng ta tất cả mọi người từ nhiều cái bối cảnh văn hóa, bối cảnh tôn giáo khác nhau, nhiều cái bối cảnh khác nhau và Chúa đem chúng ta được trở về ở trong Đức Chúa Jesus Christ và chúng ta được giải hòa với nhau. Chúng ta kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa cho chúng ta và chúng ta kinh nghiệm sự tha thứ của nhau, chúng ta có thể tha thứ cho nhau. Chúa làm điều đó cho chúng ta, đó là cái kinh nghiệm Chúa tha thứ cho chúng ta và Chúa tha thứ cho người khác qua chúng ta. Đó là những việc Chúa làm cho chúng ta và chúng ta kinh nghiệm được điều đó. Và qua đó mà chúng ta biết Chúa là Đức Chúa Trời đầy tình yêu thương, giàu lòng nhân từ và thương xót. Và quan trong Chúa Jesus Christ nhờ có Chúa là cứu Chúa của chúng ta, chúng ta cũng được kinh nghiệm được sự bình an trong nội tâm trong tâm hồn chúng ta, chúng ta có thể đối diện với tất cả mọi sự có thể chiến tranh đến xảy đến đây, có thể uh, bom tàn phá cả cái thành phố Miami, thành phố Fort Lauderdale này nhưng mà chúng ta vẫn có sự bình an trong tâm hồn của chúng ta, đó là cái kinh nghiệm mà chúng ta có. Sự bình an dù chúng ta phải đối diện với bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc sống, Chúa Giêsu là sự bình an của chúng ta. Rồi chúng ta kinh nghiệm Chúa là đấng chữa lành. Quý vị thấy có cái bình bình dầu đấy không? Thập tự giá dĩ nhiên đó là biểu tượng cho Chúa Giêsu là cứu Chúa. Cái bình dầu biểu tượng Ngài là đấng chữa lành cho chúng ta. Chúa sức dầu cho chúng ta. Để chúng ta được chữa lành. Chúa ban cho chúng ta sức mới. Từng rồi chúng ta học được là người nào tìm kiếm Chúa thì sao? Được cất cánh bay cao như chim mưng. Chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mồn mỏi. Chúa ban cho chúng ta được sự chữa lành, được sự tươi mới trong tâm linh. Chúa ban chúng ta được sự chữa lành trong thân thể của chúng ta nữa bởi lần roi Chúa chiều mà chúng ta được sự chữa lành. Đó là cái kinh nghiệm mà chúng ta muốn tìm gặp từ nơi Chúa. Xin Chúa ban cho con được sự chữa lành. Và chúng ta đã được nghe nhiều lời làm chứng của ông bạn chị em chúng ta thế nào Chúa đã chữa lành cho họ. Rồi chúng ta cũng kinh nghiệm được Chúa là đấng thánh hóa đây cái này không phải là cái chén thiêng thánh quý vị nhiều người tưởng đó là cái chén thiêng thánh mà không phải đó là cái chầu rửa à, chúng ta nhớ là ở trong cái đền thờ ngày xưa đó khi mà bước vào thì trước hết là thấy có cái gì có cái chầu rửa à, và người thầy tế lễ bước vào trong đó phải làm cái lễ rửa để thánh sạch rồi mới được vào diện kiến với chúa trời dân của tế lễ thì ở đây cái bình dầu này biểu tượng là chúa giêsu là sự thánh hóa của chúng ta, Ngài là đấng thánh hóa chúng ta. Chúa Giêsu thánh hóa chúng ta bằng cách nào? Bằng cách là Ngài đến ngự trong chúng ta bởi Thánh Linh của Ngài. Chúng ta là những người con của Chúa thì chúng ta có Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta và bởi đó mà chúng ta làm chết các công việc của thân thể, những công việc của xác thịt, những sự cay đắng hung dữ những cái gì tham lam những, gì xấu xa tất cả những điều đó bởi ơn của Chúa chúng ta làm cho nó chết đi đó là cái kinh nghiệm mà chúng ta có hàng ngày với Chúa và rồi chúng ta cũng được đổ đầy với tình yêu của Chúa thay vì hận thù ghen ghét thì chúng ta có tràn ngập được sự bình an tình yêu thương sự vui mừng tất cả những điều đó đó là cái kinh nghiệm mà chúng ta có hàng ngày với Chúa vì Chúa là đấng thánh hóa cuộc đời của chúng ta Chúa biến chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu Christ để chúng ta ghét bỏ tội lỗi và chúng ta yêu mến Đức Chúa trời rồi cái não miệng ở phía dưới này biểu tượng rằng Chúa Giêsu là vua và Ngài sẽ trở lại. Ngài là vua hồi lai. Chúng ta đã trông mong Chúa trở lại. Chúa Giêsu là đấng đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật. Và Ngài đấng bảo tồn muôn loài vạn vật. Nếu Chúa Giêsu không có tạo dựng nên thì không có gì cả. Và nếu Chúa không bảo tồn thì cũng đã mất đi tất cả. Nhưng mà Chúa đang cầm quyền cai trị điều đó. Nhưng cái điều mà chúng ta trông mong là Chúa sẽ trở lại ở trên đất này để cầm quyền làm vua trên muôn vua chúa trên muôn chúa trên mọi dân mọi nước và điều đó ngài là vua ngài sẽ trở lại và tiếp đón chúng ta để chúng ta được đồng trị với chúa đó là cái điều mà làm cho chúng ta có hy vọng cho tương lai chúng ta trông mong chúa trở lại chúng ta không có sống cho đời này chúng ta biết đời này chỉ là tạm thời mà thôi tất cả sẽ bị lửa thiêu đốt đi cả cái nhà có sang trọng đến nhau đến đâu cái xe có um, đẹp đến đâu Bộ áo quần có đắt tiền đến đâu Tất cả những điều đó để dành cho lửa Cho uh, ten rét Cho uh, mọt mối mà thôi Mà chỉ có mối tương quan của chúng ta với Chúa Sự sống đời đời là còn tồn tại mà thôi Cho nên chúng ta trông mong Chúa trở lại Và chúng ta trung tín ra truyền phúc công của Chúa Giêsu Christ Đó là cái kinh nghiệm mà chúng ta có với Chúa hàng ngày chúng ta muốn biết Chúa Giêsu, chúng ta muốn biết Chúa Giêsu là cứu chúa, chúng ta muốn biết Chúa Giêsu là đấng thánh hóa, chúng ta muốn biết Chúa Giêsu là đấng chữa lành và chúng ta muốn biết Chúa Giêsu là vua hồi lại. Chúng ta muốn biết Chúa, mà kế đến là chúng ta muốn biết quyền năng phục sinh của Ngài. Muốn biết Chúa nói là tổng quát nhưng mà chúng ta muốn đi chơi trong, trong chi tiết thì có ba cái chi tiết ở đây là chúng ta biết quyền năng phục sinh của Chúa. Trong câu kinh thánh nói rằng để tôi được biết ngài biết chúa ra thì là biết quyền năng phục sinh của ngài biết đây không phải là có một cái kiến thức trừu tượng Phà-lô biết tất cả về sự phục sinh phải không quý vị ông uh, viết về sự phục sinh ông nắm vững các dữ kiện về sự phục sinh ông biết những bằng chứng sự thân phục sinh ông biết đó là một sự thật ông đi đâu ông cũng rao giảng về sự chết và sự sống lại của đấng christ nhưng mà thế tại sao ở đây ông lại nói rằng tôi, tôi muốn biết quyền năng phục sinh của ngài ông muốn biết trong cái kinh nghiệm đó trong kinh nghiệm hàng ngày với chúa Ông muốn thực nghiệm quyền năng phục sinh của Chúa. Phaolô không muốn chỉ biết về sự phục sinh, ông muốn từng trải kinh nghiệm phục sinh. Quý vị có lẽ biết về phục sinh, quý vị có thể nói cho người khác về phục sinh, nhưng mà điều câu hỏi quan trọng là quý vị có kinh nghiệm quyền năng phục sinh trong cuộc đời của quý vị không? Bởi sức riêng của chúng ta, chúng ta không thể nào chiến thắng tội lỗi, Chúa đem chúng ta tới cái chỗ mà chúng ta phải thừa nhận rằng Chúa ơi con bất lực Con không thể nào chiến thắng được những cái thoái hư tạc xấu Con không thể nào chiến thắng được những tội lỗi Con không thể nào tha thứ được cho người khác Con không thể nào đối xử tốt đẹp với người khác được Con không thể nào trở nên một người hiền lành Một người đầy tình yêu thương như Chúa muốn con được Khi, khi chúng ta tới cái chỗ mà chúng ta phải thừa nhận rằng Chúng ta bất lực và chúng ta mong mỏi kinh nghiệm được quyền năng phục sinh của Chúa thì lúc đó Chúa sẽ làm việc trong chúng ta và chúng ta sẽ làm được cái điều mà chúng ta không thể nào làm được. Chúng ta có thể tha thứ yêu thương kẻ thù của chúng ta được. Chúng ta có thể hy sinh ờ, giúp đỡ cho những người khác được. Đó là vì sao? Vì chúng ta có Chúa phục sinh ở trong chúng ta và quyền năng phục sinh của Ngài được bày tỏ ra qua chúng ta. Ông Phaolô đã kinh nghiệm được điều đó. Trong Philip đoạn 4 câu 12, ông đã kinh nghiệm học tập thỏa lòng ở trong mọi hoàn cảnh. Ông nói rằng tôi biết thế nào là chịu khổ Là thiếu thốn thế nào lợi dư vật Trong mọi nơi mọi tình huống tôi đã học được Tôi đã học bí quyết để mà sống Dù no hay đói dù dư hay thiếu Học, học biết Chúa Ông học biết Chúa là đấng có quyền năng để cung cấp cho ông trong mọi sự Dù ông thiếu thốn dù dư vật dù đói dù no Ông thỏa lòng trong tất cả mọi sự Rồi ông trong uh, Timothée đoạn 6 câu 6 Ông nói rằng cái sự kho báo thật cái của cải thật đó là cái sự thỏa lòng Quý vị muốn có cái sự đó Sự thỏa lòng Chỉ có Chúa mới ban cho chúng ta sự thỏa lòng mà thôi Rồi ông Phaolô cũng kinh nghiệm được Chúa là đấng ban thêm sức cho ông Ông nói rằng tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi Ban năng lực cho tôi Chúng ta có kinh nghiệm được điều đó không? Quý vị có thể nói như thế không? Tôi làm được mọi sự Không phải là làm được những cái sự việc như là À, bình thường trong cuộc sống nhưng mà đây làm được mọi sự mà Chúa giao phó cho mình làm đó là cái việc mà Phaolô muốn nói đến ở đây tôi làm được mọi sự Chúa giao phó cho tôi bởi năng lực Chúa ban cho tôi và trong Xe đoạn 1 có 29 thì nói rằng chính vì điều này mà tôi ra sức làm việc và chiến đấu với cả năng lực và hành động ngài năng lực mà ngài hành động một cách mạnh mẽ trong tôi ông kinh nghiệm được chúa chính là nguồn năng lực hành động ở trong chức vụ của ông Quý vị chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa ở trong cuộc sống của chúng ta Chúng ta biết Chúa và chúng ta kinh nghiệm được quyền năng phục sinh của Ngài Rồi hơn thế nữa, ông Phaolô muốn được thông công ở trong sự thương khó của Chúa Cùng chịu khổ với Đấng Christ Điều này không có nghĩa là Phaolô muốn chịu khổ cho tội lỗi của dân loại giống như Chúa Giêsu. Chỉ có Chúa Đấng Christ mới có thể làm được điều đó Vì chỉ một mình Ngài là Đấng vô tội Nhưng mà Phaolô muốn chịu khổ vì danh của Chúa. Khi bị bắt bớ, Bắt hại, ông muốn đáp ứng lại giống như Chúa Giêsu đã đáp ứng. Khi Chúa Giêsu bị đánh đòn, khi Chúa Giêsu bị nguyên rủa, Chúa Giêsu không có um, đáp ứng lại như cách bình thường, người ta khi bị rủa thì rủa lại, bị đánh thì đánh lại, nhưng mà Chúa Giêsu sao? Ngài cam chịu hứng chịu tất cả những điều đó và ngài biến nó thành ra tình yêu thương và ân sủng chúa không có đối lại với người ta như cách người ta đối với chúa nhưng chúa ban cho họ cái ơn của ngài khi người ta nguyên rủa chúa chúc phước khi người ta uh, đánh đập chúa chúa cam chịu thì ở đây follow cũng muốn được kinh nghiệm giống như thế luôn luôn kinh nghiệm với chúa như thế và thưa quý vị chúng ta đi theo chúa thì chắc chắn là chúng ta sẽ chịu khổ vì danh của chúa chắc chắn nếu mà quý vị đi theo chúa mà không có chịu khổ thì quý vị phải ngạc nhiên Chứ à, nếu mà quý vị mà chịu khổ thì đừng có ngạc nhiên <laughs> Tại vì chú nói trước cho chúng ta biết như vậy rồi à, Trong phi rơi nhất đoạn 4 câu 12-13 Thì nói rằng thưa anh em yêu dấu Khi lửa thử thách đến để thử nghiệm anh em Thì đừng ngạc nhiên Như mình gặp một việc khác thường Nhưng anh em giữ phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu Thì hãy vui mừng bấy nhiêu Để vinh quang của Ngài được bày tỏ Anh em cũng được vui mừng hoan nghỉ được giữ phần trong gì? Trong sự thương khó của Đấng Christ, quý vị đi theo Chúa, quý vị nói về Chúa thì chắc chắn quý vị sẽ gặp những người, những cá nhân họ sẽ chống đối, họ sẽ tìm cách để mà về chế giễu, họ sẽ muốn đạp đổ quý vị, nhưng mà thưa quý vị, Chúa nói rằng hãy coi những điều đó như là sự vinh quang. Vì chúng ta được chịu khổ với Chúa, hãy vui mừng. <laughs> hãy vui mừng. Như nên dự phần trong sự thương khó của Chris bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiều Quý vị có kinh nghiệm được điều đó không? Kinh nghiệm được sự vui mừng vì chịu khổ với Chúa không? Các sứ đồ ngày xưa vì rao giảng đạo của Chúa mà bị uh, các thầy thông giáo những người cai trị dân Israel lúc bấy giờ uh, bắt rồi đánh đập rồi thả đi. Khi được thả ra thì kinh thánh chết như thế nào? Họ vui mừng vì đã được chịu khổ vì đấng Christ. Cho nên thưa quý vị, chúng ta sẽ kinh nghiệm điều đó, chúng ta sẽ học biết được cái sự chịu khổ của Chúa cho chúng ta khi chúng ta được chịu khổ cho Ngài. Timothy nhì đoạn 3 câu 12 thì nói rằng thật tất cả những người muốn sống đời tin kính trong đấng Christ Jesus đều sẽ bị gì? Điều bắt bớ. Nếu quý vị đi làm, người ta khai gian về thuế má mà quý vị muốn khai đúng Chắc chắn quý vị sẽ bị bắt bớ Chắc chắn là như vậy rồi Bây giờ nếu mà người ta muốn viết chắc Thay vì người ta thôi không viết chắc đâu trả tiền mặt Để mà khỏi phải trả thuế Thế Không tôi muốn lấy tiền chắc là tôi muốn trả thuế à Đạo đức giả Người ta nói ngay phải không Làm ăn như vậy thì làm sao làm ăn Thôi đi kiếm chỗ khác để mà làm ăn Tất cả những ai muốn sống cuộc đời sống tiên kính trong đấng Chris Đều sẽ bị bắt bớ Chúa nói trước như vậy và thưa quý vị, Chúa cho chúng ta chịu khổ để mà chúng ta trưởng thành ở trong Chúa. Gia cơ đoàn một câu hai câu ba thưa anh em của tôi hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn vì tại sao vì biết rằng sự thử thách đức tim của anh em sinh ra kiên nhẫn Roma đoạn 5 câu 3 câu 4 không những thế chúng ta cũng vui mừng trong gian khổ nữa vì biết rằng gian khổ sinh ra kiên nhẫn kiên nhẫn sinh ra nghị lực và nghị lực sinh ra hy vọng đối với người đời á gian khổ nhiều thì họ càng đau khổ và họ càng buồn bã và họ muốn à, muốn giải thoát khỏi cuộc đời này cho nó khỏe thôi tự quyên sinh cho rồi sống làm chi nữa khổ quá nhưng mà đối với con dân của chúa thì ngược lại càng chịu gian khổ thì vui mừng vì biết gian khổ sinh ra kiên nhẫn và kiên nhẫn sinh ra nghị lực và nghi lực đem tới gì hy vọng còn trong mong chúa mau trở lại nữa chúa ơi con mong chúa trở lại <laughs> cuộc đời này quá gian khổ có niềm hy vọng ở nơi chúa vui mừng khi chịu hoạn nạn vì đó là con đường đưa đến sự trưởng thành nếu không có hoạn nạn thì không có trưởng thành cái cây mà nó muốn đứng cho vững ở trên núi cao đó gió thổi qua thổi lại có gió thì nó mới vững cái cây mà nó không có gió thì nó yếu thôi người ta muốn làm một cái 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 mát cái, cái cái cây chính của chiếc thuyền đó thì họ lên trên núi cao đó kiếm một cái cây ở trên núi đó đứng treo veo trên đó nó chịu đựng lạnh rồi nóng rồi gió thổi tất cả để mà sao để dùng cái cây đó nó vững vàng chúa cho chúng ta trải qua những cái hoàn nạn khó khăn trong cuộc sống để giúp cho chúng ta được trưởng thành để giúp chúng ta được đâm lễ vững vàng ở trong chúa. Chúa nói có những cái hạt giống được gieo ra rơi vào trong nơi đất đá sỏi không có rễ, có những hoạn nạn khó khăn xảy đến thì sao? héo đi liền. Nhưng mà đất tốt đó, thì có hoạn nạn khó khăn xảy đến thì sao? càng tốt nữa cái chính cái nắng cái mưa mà nó làm cho cái cây mà không có đất thịt à, đó nó chết đó thì chính cái nắng cái mưa đó làm cho cái cây mà trong cái đất tốt nó mọc lên nó vững vàng nó lớn lên cho nên chúa cho chúng ta gặp những hoạn nạn khó khăn trong cuộc sống những kinh nghiệm đó để chúng ta kinh nghiệm được chúa và được trưởng thành ở trong chúa và trong Hebrew thì cũng cho biết rằng nhiều khi chúa cho chúng ta gặp hoạn nạn vì cớ chúng ta có tội với Chúa Và Chúa dùng cái sự hoang nạn để sửa phạt chúng ta Để biến chúng ta Từ một con người chống đối Chúa Sống theo ý riêng của mình Trở nên một người biết thuận phục Chúa Và sống theo ý Chúa Hebrew đoạn 12 câu 5 câu 6 Nói rằng anh em đã quên lời khuyên dành cho anh em Như khuyên con rằng Hỡi con ta chớ xem thường sự sửa phạt của Chúa Và khi Chúa khiển trách chớ ngã lòng vì Chúa sửa phạt người Ngài yêu thương những ai nhận được được nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt. Chúa nói tiếp rằng anh em chịu sửa phạt ấy là Đức Chúa Trời đối đãi với anh em như là con. Vì có người con nào mà cha không sửa phạt. Nhưng nếu anh em không chịu sửa phạt như mọi người con đều phải chịu sửa phạt thì anh em là con ngoại tình chứ không phải con thật. Tức là quý vị tưởng là mình là con của Chúa mà không được Chúa sửa phạt Hãy coi chừng đó quý vị không phải chưa phải là con của Chúa đâu. Hơn nữa cha chẳng thuận phục. Hơn nữa cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ, huống chi cha về phần hồn chúng ta lại càng thuận phục bội phần hơn để được sống hay sao? Chúa cho chúng ta trải qua những cái sự thương khó và chúng ta mong muốn được được cùng thương khó với Chúa để chúng ta được vinh quang với Chúa. Con đường đi đến vinh quang, đi ngang qua trũng của thập tự giá và chúng ta cùng chịu khổ với Chúa. Và Phaolô lại nói tiếp rằng ông muốn được nên giống Chúa trong sự chết của Ngài. Chúng ta chết đi đối với chính mình để chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời và tha nhân. Có những nơi người ta tưởng là họ hầu vì Chúa nhưng mà họ hầu việc cái tôi của họ cho nên ban chấp hành mục sư có sự tranh chấp với nhau tại sao vì không phải là họ phục vụ chúa mà họ phục vụ cái tôi của mình nhưng mà đây muốn hầu về chúa muốn đến cho một người được chúa sử dụng là phải trở nên giống chúa trong sự chết chúa muốn chúng ta phải chịu đóng đêm với chúa để chúng ta sống không phải là chúng ta sống nữa nhưng mà đấng cứ sống ở trong chúng ta chúa muốn chúng ta chịu chết đi với chúa hằng ngày để rồi chúa bày tỏ sự sống của chúa qua chúng ta hằng ngày chúng ta cần được hiệp nhất với Chúa trong sự chết. Ông Phaolô đã kinh nghiệm được điều đó. Ông nói rằng tôi chết hàng ngày. Trong Corinto Nhì đoạn 11 câu 23 trở đi, thì ông Phaolô um, kể lại những cái khó khăn mà ông phải chịu. Ông nói ông đã chịu khó nhập um, nhiều lần, tù tội nhiều lắm, đòn vật vô số kể, một xít xít nữa mà bỏ bỏ mạng. Ông nói năm lần bị người Do Thái đánh bằng roi Mỗi lần thiếu một roi là đầy bốn chục Ông nói ông đã ba lần bị đòn Một lần bị ném đá Ba lần bị chìm tàu Một đêm một ngày bị trôi giạt ở trên biển trong nhiều cuộc hành trình gặp nguy hiểm trên sông Bến, nguy với trộm cướp, nguy với dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong thành phố, nguy ngoài hoang mạc, nguy trên biển cả, nguy với những kẻ giả dân làm anh em, chịu khó nhọc lắm lúc thức đêm, chịu đói, chịu khát, bao lần nhịn ăn, chịu rác mướt tràn trùng. Ông nói việc cái chúa ông chịu chết hàng ngày. Và Corinto nhắc đoạn, nghi đoạn 2, đoạn 1 câu 8 câu 9, nói rằng, thưa anh em, tôi không muốn anh em không biết những hoạn nạn mà chúng tôi đã trải qua tại Asia. Chúng tôi bị nè, đè nén quá mức, quá sức chịu đựng đến nỗi không còn hy vọng sống. Chúng tôi cảm thấy như mình phải nhận án tử hình. Nhưng điều này đã khiến chúng tôi không còn nhờ cày vào chính mình nữa mà tin cày nơi Đức Chúa Trời đấng khiến kẻ chết sống lại. Chúa cho ông những cái kinh nghiệm như thế để mà ông học được bài học. Bài học đó là gì quý vị? là tin cậy nơi Đức Chúa Trời Không còn nhờ cậy vào chính mình nữa Nếu mà nhờ cậy vào chính ông Thì ông không làm được gì hết Chắc là ông chết rồi Nhưng mà Chúa vẫn bảo tồn gì giữ ông Dầu bị đánh đòn Dầu bị đánh roi Dầu bị chìm tàu vân vân Chúa bảo vệ bằng sống không Và ông còn sống Và ông nói rằng tôi Tất cả những điều đó ông đã trải qua Để ông học được một điều Là không nhờ cậy vào chính mình Mà nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời Là đấng khiến kẻ chết sống lại Ông biết là ông có chết đi nữa Chúa cũng cho ông sống lại Cho nên ông sẵn sàng Có chết thì được sống lại Cũng vui nữa phải nghĩ vị Có một lần người ta ném đá ông Chưởng ông chết rồi Bỏ ông nằm đó Kéo ông ra ngoài thành Cái, cái vị tưởng tượng Mấy người uh, theo Chúa đứng chung quanh ông Và có lẽ là khóc Có lẽ là buồn thì ông đang nằm như thế, cái ông mở mắt ra cái ông đứng dậy cái ông đi vào thành trở lại giảng đạo tiếp <laughs> cái vị tưởng tượng cảnh nó không là mình thấy buồn cười rồi không vui quá là vui ta tưởng ông chết nhưng mà chúa gì nhỉ quý vị chúng ta đi theo chúa chúng ta kinh nghiệm sự sống của chúa hàng ngày chúng ta sẽ chết đi cho với cái tôi của chúng ta để sự sống của chúa được bày tỏ ra cho chúng ta chúng ta bị đóng lên vào thập tự giá với đấng Christ chúng ta chết đi đối với cái tôi của chúng ta và chính chúa sẽ bày tỏ sự sống của ngài là qua chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta không phải chỉ biết Chúa qua kinh thánh, chúng ta cần học biết kinh thánh. Nhưng mà khi chúng ta học biết kinh thánh, thì chúng ta mong muốn để chúng ta được kinh nghiệm chính Chúa trong cuộc sống của chúng ta, chứ không phải chỉ biết trong lý trí mà thôi. Biết trong lý trí là quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn là biết Chúa trong cái từng trải, chúng ta thực nghiệm được Chúa, thực nghiệm được tình yêu của Chúa. Nếu chúng ta chỉ biết rằng Chúa là đấng giàu lòng yêu thương và hay tha thứ, chỉ biết như vậy thôi, nhưng mà chính chúng ta không kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa thì có ích gì không kỳ Chẳng ích gì cả. Nhưng mà Chúa Kinh Thánh nói rằng phước cho người nào được Chúa tha thứ tội ác và khóa lấp mọi sự uh, ô uế của mình. Phước cho người đó. Cảm ơn Chúa, chúng ta là những người kinh nghiệm điều đó. Chúng ta là những người được phước dầu chúng ta bị bắt bớ, dầu chúng ta chịu khổ nạn, dầu chúng ta được khanh thông hay là thiếu thốn, do chúng ta no hay đói, do chúng ta được dư dật hay là thiếu thốn tất cả chúng ta có thể học biết rằng Chúa là đầy đủ cho chúng ta có Chúa Jesus Christ là có tất cả và chúng ta kinh nghiệm được Chúa và từ cái chỗ kinh nghiệm được Chúa đó chúng ta được có mối tương giao tốt đẹp với Chúa và chúng ta không phải chỉ enjoy những cái gì Chúa ban cho chúng ta nhưng mà chúng ta enjoy chính Chúa, chúng ta cái từ khó dịch trong tiếng Việt, là chúng ta tận hưởng được chính Chúa. Không phải là tận hưởng cái gì Chúa đem đến cho chúng ta, nhưng mà tận hưởng chính Chúa, đó là cái điều mà chúng ta muốn kinh nghiệm. Cái cái điều mà Chúa ban cho chúng ta để chúng ta kinh nghiệm được chính Chúa. Tôi có một đứa nhiều đứa cháu mà có một đứa này thì nó hơi khó một chút. Hồi nó còn nhỏ xíu đó tới nó cái nó bỏ chạy à mà mình thích chơi với nó lắm mình thích gần gũi với nó cho nên à, biết ý nó rồi thì khi mà à, lên thăm ở Lên thì mang theo một cái món quà nhỏ nhỏ một cái gì đó mà nó thích rồi cái sau mình cho nó cái quà rồi bây giờ nó thích cái quà nhưng mà mình đâu muốn nó thích cái quà đâu mình muốn nó thích mình phải không cũng <laughs> như vậy đó chúa lo cho chúng ta tất cả Chúa ban cho chúng ta đầy đủ mọi sự để chúng ta tận hưởng nhưng mà cái điều mà hơn hết là chúa muốn chúng ta tận hưởng chính chúa có mối tương giao với chúa đến gần với chúa quý vị ơi hãy đến với chúa xin ta đến với chúa trong sự cầu nguyện hồi lời chúa chúng con cảm ơn chúa đã ban cho chúng con có lời của ngài để chúng con được biết chúa nhưng hơi thế nữa, Chúa ban cho chúng con những kinh nghiệm trong cuộc sống với Chúa để chúng con càng biết Ngài. Nhưng điều quan trọng hơn hết, Chúa muốn chúng con được đến với Chúa và sống với Ngài trong một mối tương quan tốt đẹp với Chúa. Lạy Cha Thánh, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con có cái khuôn kinh thánh và có cái khuôn kinh nghiệm để nhờ đó mà chúng con được nắng đúc trở nên Chúa của chúng con. Ôi Chúa ơi, xin cho chúng con có mối tương giao tốt đẹp với Ngài qua Chúa Giêsu Christ. Chúng con sống với Chúa hằng ngày và tận hưởng Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.